Vĩnh Châu là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, thông qua việc thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện an cư lạc nghiệp, có vốn sản xuất, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Sau khi được đào tạo ngắn hạn kỹ thuật nuôi ong lấy mật, chị Kim Thị Điệp ở ấp Quỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải được hỗ trợ 2 thùng ong giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau vài tháng nuôi, chị Điệp đã áp dụng đúng kỹ thuật nên đã nhân đàn và nguồn mật cung cấp ổn định. Nhờ vậy mà hiện nay gia đình chị Điệp có nguồn thu nhập tăng thêm, cuộc sống gia đình cũng khá hơn trước. Hai tháng, từ 2 tới 3 tháng, lúc đầu tới 3 tháng, 4 tháng mình mới lấy mật được. Tại nó chưa, mình chưa có mà lớp tập huấn là mình chưa có biết mà chăm sóc cái đàn ong mình nó có sự cố. Lúc mà có mà lớp tập huấn rồi mình đỡ cái biết cách chăm sóc ong là nó cải thiện hơn cuộc sống của mình. Nhờ hỗ trợ cái nguồn giống vậy gia đình mình cải thiện hơn cuộc sống một chút xíu. Từng là hộ khó khăn tại địa phương, gia đình ông Trần Văn Thắng ở khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa được hỗ trợ 3 con dê sinh sản từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, đàn dê đang phát triển rất tốt. Từ khi phát triển đàn dê này, gia đình ông Thắng đã có thêm nguồn thu nhập và đây cũng là nguồn động viên để gia đình vươn lên tại địa phương. Trước đây gia đình tôi khó khăn, vợ chồng cũng lớn tuổi rồi và được nhà nước hỗ trợ cho được 3 con dê này mừng lắm, để là nuôi, để phát triển lên cho kinh tế gia đình khâm khá chút. Tôi thuộc hộ cận nghèo, bây giờ tôi cố gắng nuôi, mà nhà nước cho vậy là rất mừng, rất cảm ơn nhà nước với chính quyền địa phương được quan tâm tới. Chỗ khóm thì cũng có là 22 hộ là được hỗ trợ là dê, rồi cái mô hình là dê sinh sản. Thì nhìn chung thì cũng bà con đã nhận dê xong, mà cái mô hình mà được mà học nghề thì bà con cũng về cũng áp dụng. Thì đến thời điểm này á, giai đoạn đầu này tôi thấy là chỗ bà con cũng là phát triển là nuôi dê rất là tốt. Thì đến thời điểm này thì nói chung là thay mặt của khóm thì cũng cảm ơn và là lãnh đạo của phường và lãnh đạo các cấp quan tâm và hỗ trợ cho bà con ở đây để mà giúp cho cái người dân đây có cái cuộc sống là coi như là thoát nghèo bền vững. Trong năm 2023, thị xã Vĩnh Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả đã hỗ trợ đất ở cho 37 hộ, hỗ trợ 425 nhà ở, chuyển đổi ngành nghề cho 612 hộ, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế cho 619 hộ nghèo, cận nghèo với 26 mô hình, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở ấp khóm đặc biệt khó khăn, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ dùng chất độc thiểu số và đào tạo nghề cho 1.551 lao động, tổng số vốn giải ngân gần 54 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho bộ mặt nông thôn dùng đồng bào dân tộc thiểu số được khang trang hơn, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống của bà con hộ nghèo, cận nghèo từng bước được nâng lên. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức và ý nghĩa, tính nhân văn của các chương trình, rồi sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, và khẩn trương triển khai thực hiện cái hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, khẩn trương hoàn thành để bàn giao cho bà con, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đa dạng hóa sinh kế, rồi đào tạo nghề, rồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rồi thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Năm 2024, thị xã Vĩnh Châu tiếp tục triển khai nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 17,9 tỷ đồng. Nguồn vốn chuyển từ năm 2023 là trên 8,6 tỷ đồng. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, cho thấy những dấu hiệu tích cực từ chương trình mang lại không chỉ nâng cao mức sống người dân mà còn tạo nên diện mạo nông thôn phồn sóc ngày càng đổi mới.